Hai chào mọi người, thì em có một cái bình phun vôi 20 lít này của hàng hệ của Maru. Hàng hệ nha, cái bình thì rất là đẹp nha mọi người. Bình này thì 20 lít. Bình đẹp lắm. Con này cách tầm 50cc nè mọi người, mã nó 5010. Con này rất là đẹp. Chỉ nó kỳ có một đặc điểm là cái áo gió thì nó cắn nó bể một tí thế này, nên em để giá nó hợp lý một tí, hơi là ok nha. Này là bao hơi nha mọi người. Đó, chỉ giật đến sáng này thì về chắc đổ xăng nổ luôn. Đẹp ống đồ con này nha. Này thì em để giá tốt cho bình này thì không có thấy bể vỡ được đâu nha mọi người. Đó. Mình rất ngon. Hàng về sau bán vậy nha, em bao hơi cho. Này để cho mọi người 2 triệu nha. 2 triệu nha mọi người, không bao ship nha. Đó. Nên mua thì chuyển khoản giúp em. Tại vì hàng này ấy thì đúng ra nếu mà nó không bể này á thì giá của nó không có giá 2 triệu đâu. Mọi người đi mua thì mọi người tự hiểu nha. Giá của nó tầm khoảng 3 triệu trở lên nha mọi người. Đó, một con máy đấy. Tại vì nó là bầu trời bí thì mọi người sẽ xà phân được, xà lúa được, hiểu không, phun vôi được. Ha. Nó nhiều công công năng. Họng này là họng ngang nha.